Vừa họp báo với Thái Lan xong, huấn luyện viên Park loại 7 cái tên cho đội hình mạnh nhất, Tấn Trường bị loại. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 12, ngay khi kết thúc buổi họp báo trước trận đấu với đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo đã loại 7 cái tên cho danh sách 23 cầu thủ đăng ký cho trận đấu với Thái Lan diễn ra vào lúc 19:30 ngày mai, 23 tháng 12. Nhiều người đã suýt quên thủ môn Đồng Tháp ở AFF Cup 2020. Sau khi Trần Nguyên Mạnh được giao chọn niềm tin ở 3 trận đấu đầu tiên, Tấn Trường xác định là sự lựa chọn thứ hai của tuyển Việt Nam ở giải Đông Nam Á. Và ở trận đấu với Thái Lan ngày mai, ông Park tiếp tục đặt niềm tin vào Trần Nguyên Mạnh và trao suất bắt chính cho anh. Nguyên Mạnh đã chơi ổn định khi được đặt niềm tin vì sử dụng thủ môn sinh năm 1991 ở giải đấu này là hợp lý. Tuyển Việt Nam cần có tính kế thừa và duy trì sự cạnh tranh trong khung gỗ. Dù sao thì Tấn Trường cũng đã sắp 36 tuổi, thủ môn của câu lạc bộ Viettel là người duy nhất giữ sạch lưới sau 3 trận. Nguyên Mạnh nổi bật ở điểm đó. Thống kê của AFF chỉ ra anh có 6 pha cứu thua, 2 cú đâm bóng. Mạnh xếp át chót danh sách 10 thủ môn hoạt động vất vả. Điều đó cho thấy là khung thành tuyển Việt Nam được bảo vệ rất kỹ ở vòng bảng. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi ở danh sách thi đấu lần này sẽ không có cầu thủ U23 Việt Nam nào được đăng ký thi đấu. Bởi lẽ đối thủ của chúng ta là một đội bóng mạnh. 7 cái tên bị loại là Quan Văn Chuẩn, Đỗ Thùng Thịnh, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân và Trần Văn Đạt. Không phải trận chung kết, nhưng cuộc đọ sức giữa Việt Nam với Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 được đánh giá như là trận chiến để khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á. Khi con gà tức nhau tìm gáy, từng thắng dễ như lấy đồ trong túi, nhưng 3 năm qua, Thái Lan đã không còn chiếm thế thượng phong trước Việt Nam. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam luôn giành một kết quả có lợi cho mình. Cụ thể là trong 5 lần gặp nhau, thầy trò ông Park Hang-seo thắng 2, hòa 3 và không thua. Riêng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park thắng 1 trận giải giao hữu Kings Cup và hòa 2 trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đánh mất dần ưu thế đối đầu, nhưng Thái Lan vẫn dường như không muốn thừa nhận vị thế số 1 Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam sau khi thầy trò ông Park Hang-seo giành chức vô địch thứ 2 trong lịch sử. Việc giáp mặt nhau ở bán kết AFF Cup 2020 là cơ hội để Thái Lan khẳng định sức mạnh của một trong những nền bóng đá số 1 khu vực. Tờ Siam Sport của Thái Lan còn cho rằng đó là thời cơ tốt để huấn luyện viên Mano Polking cắt đứt chuỗi bất bại của ông Park Hang-seo trước bóng đá xứ chùa vàng. Nhưng đâu chỉ có Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chắc chắn cũng nhập cuộc với tinh thần khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á. Không thua Thái Lan trong thời gian qua, nhưng đoàn quân của ông Park Hang-seo cũng không thể đánh bại đối thủ ở các giải chính thức. Chiến thắng 1-0 tại Kings Cup cũng chỉ là một giải đấu tập huấn, không có ý nghĩa khẳng định năng lực bản thân. Dù lên ngôi ở AFF Cup 2018, nhưng trong hành trình đó, đội tuyển Việt Nam đã không một lần chạm mặt Thái Lan. Theo đó, đoàn quân của ông Park Hang-seo không cùng bảng với đối thủ sừng sò này. Người hâm mộ đã rất chờ đợi một trận chung kết trong mơ, nhưng rốt cuộc, Thái Lan bị khắc tinh Malaysia loại ở bán kết và đội tuyển Việt Nam lên ngôi khi hạ Malaysia ở trận tranh chức vô địch. Một hành trình lên ngôi vô địch không có cơ hội để thử tài với Thái Lan cũng chưa đem đến cảm giác sung sướng tột đỉnh cho giới mộ điệu. Biết người biết ta, Thái Lan thể hiện một lối chơi đa dạng khi kết hợp các miếng đánh biên và trung lộ rất hoàn hảo. Sự hoàn hảo ấy càng đáng gờm hơn khi các chân sút đã tận dụng hiệu quả các cơ hội đồng đội tạo ra để chuyển hóa thành bàn thắng. Rõ ràng, đối đầu với một đối thủ đang như một cỗ máy vận hành rất trơn tru là một thách thức lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Nhưng không vì thế mà đoàn quân của ông Park Hang-seo đánh mất niềm tin chiến thắng. Những kết quả đối đầu gần đây tốt hơn nhiều so với thế hệ đàn anh trước đó là điểm tựa niềm tin cho Công Phượng và đồng đội hướng đến một chiến thắng để mở rộng cánh cửa vào chung kết. Sở trường của đội tuyển Việt Nam là phòng ngự phản công khi chơi ở thế cửa dưới. Các học trò của ông Park Hang-seo thường phát huy hiệu quả rất tốt. Chiến lý bóng đá của huấn luyện viên Mano Polking là lấy tấn công làm nền tảng chủ đạo, nên không bất ngờ khi Thái Lan xung trận trước đội tuyển Việt Nam với chiến thuật tấn công ngay từ đầu. Một khi đội bóng xứ chùa vàng sử dụng lối đá ấy, đội tuyển Việt Nam sẽ càng có cơ hội để sử dụng miếng đánh phòng ngự phản công sở trường. Nhưng trước khi nghĩ đến việc xuyên thủng lưới đối phương, đội tuyển Việt Nam phải đảm bảo sự an toàn cho hệ thống phòng ngự. Để không bị thủng lưới, hai cánh của đội tuyển Việt Nam phải hết sức chú ý đến bộ đôi hậu vệ Terathon và Narubadin. Nhiệm vụ này gần như đặt lên đôi chân của Văn Thành và Hồng Duy. So với đối thủ, tốc độ của hai hậu vệ đội tuyển Việt Nam không cao bằng, nên Văn Thành và Hồng Duy cần đá thấp, tránh nên tham gia tấn công quá đà. Ở tuyến giữa, sự hiệu quả của bộ đôi tiền vệ Hoàng Đức và Tuấn Anh trong cuộc chiến với Sarat và Chanathip sẽ có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại về thế trận của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Quang Hải, Công Phượng luyện đá 11m quyết hạ Thái Lan. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19,
nên AFF Cup 2020 được tổ chức tập trung tại một quốc gia đăng cai, đó là Singapore. Vì vậy, điều lệ giải cũng đã có những sự điều chỉnh cho phù hợp nhất với thực tế. Cụ thể là ở bán kết và chung kết vẫn sẽ thi đấu lượt đi và về, nhưng luật bàn thắng sân khách sẽ không được áp dụng. Tại trận lượt về, nếu không phân định được thắng bại sau thời gian thi đấu thông thường, hai đội sẽ thi đấu thêm 2 hiệp phụ, mỗi hiệp phụ là 15 phút và lúc đó vẫn chưa phân được thắng bại. Hai đội sẽ bước vào thi đấu phạt đền đầy may rủi. Vì thế, trong các buổi tập chuẩn bị cho hai trận bán kết với Thái Lan, huấn luyện viên Park đều cho học trò của mình luyện thêm bài đá phạt đền. Ở bài tập này thì vấn đề tâm lý đặc biệt được ông Park quan tâm, bởi nếu không có một tinh thần vững vàng, pha đá phạt 10m có thể sẽ mắc lỗi. Theo quy định thì các thẻ vàng đơn ở vòng bảng sẽ được xóa sau khi chúng ta vào đến bán kết. Do vậy, ngoại trừ trung vệ Đình Trọng đang điều trị hồi phục chấn thương, đội tuyển Việt Nam không có bất cứ sự vắng mặt đáng tiếc nào, cũng như không có mối lo bị tổn thất lực lượng ở trận lượt về vì vấn đề thẻ phạt. Tính chất knockout của trận bán kết buộc đội tuyển Việt Nam phải có sự cẩn trọng hơn trong công tác chuẩn bị. Chính vì vậy, song song với các vấn đề về chuyên môn và lực lượng, huấn luyện viên Park cũng đặc biệt quan tâm tới các giải pháp để giúp làm mới tinh thần, nạp lại năng lượng cho các học trò. Bên cạnh các bài tập chiến thuật thì toàn đội đã dành thời gian thảo luận, phân tích về đối thủ. Ngoài ra, các cầu thủ tiếp tục được tập khá kỹ các bài hồi phục thể lực dưới sự dẫn của chuyên gia thể lực Park Sung-gyu. Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho hai trận bán kết gặp Thái Lan. Ở cả hai lần gặp nhau gần nhất tại sân chơi vòng loại thứ hai World Cup 2022, hai đội bất phân thắng bại với tỷ số là 0-0. Trận bán kết lượt đi giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19:30 ngày 23 tháng 12 ở sân vận động quốc gia Singapore. Trận lượt về diễn ra sau đó 3 ngày. Tin tiếp theo, tuyển Thái Lan liên tục mổ băng ghi hình, quyết tìm đấu pháp hạ tuyển Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Manu Pongking đang nghiên cứu rất kỹ hòng tìm ra chiêu thức để đánh bại đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo tờ CN Sport vừa đăng tải, trong chiều nay 21 tháng 12, tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Manu Pongking đã có buổi tập đặc biệt nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp tuyển Việt Nam. Thay vì tập luyện trên sân thì tuyển Thái Lan đã dành hẳn 1.5 tiếng để mổ băng ghi hình về các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng với mục đích tìm ra đấu pháp để vượt qua thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Manu Pongking cho rằng việc nghiên cứu kỹ về lối chơi của tuyển Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, giúp Thái Lan có thể tìm ra đấu pháp phù hợp nhằm giành chiến thắng ở hai lượt trận bán kết sắp tới. Cũng trong ngày 21 tháng 12, trưởng đoàn Thái Lan, bà Nuang Tan Lam San đã có buổi trả lời truyền thông xứ Chùa Vàng. Bà Nuang Tan Lam San khẳng định rằng bầu không khí ở tuyển Thái Lan đang rất tuyệt vời. Tất cả thành viên trong ban huấn luyện cùng các cầu thủ đều sẵn sàng, nóng lòng được đối đầu với tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã cùng mổ băng để nghiên cứu về tuyển Việt Nam. Tất cả mọi thành viên đều có trạng thái rất tích cực. Chúng tôi có hai trận bán kết cũng giống như trận chung kết. Đó sẽ là cuộc chiến khó khăn với chúng tôi, bởi thứ hạng của Việt Nam tốt hơn Thái Lan rất nhiều. Tuy nhiên, tất cả các cầu thủ đều rất tự tin, từ Chananthip và mọi cầu thủ khác. Ở đội tuyển đang có tinh thần cạnh tranh cao, bởi ai cũng muốn thể hiện tiềm năng của mình. Với huấn luyện viên trưởng, tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng cho hai trận bán kết. Hy vọng tất cả người hâm mộ hãy cùng dành sự ủng hộ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Mục tiêu của chúng tôi là phục hồi cuộc khủng hoảng bóng đá Thái Lan. Điều đó không chỉ phụ thuộc vào tinh thần của các cầu thủ mà còn là sự cổ vũ từ người dân Thái Lan. Trung vệ Thái Lan sẽ thắng Việt Nam cả hai trận bán kết. Thưa quý vị, là trung vệ Elias Dolat của đội tuyển Thái Lan đã thể hiện sự tự tin trước trận bán kết gặp đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2010. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với Việt Nam tại bán kết. Toàn đội sẽ giành chiến thắng ở cả hai lượt trận để tiến vào chung kết một cách mạnh mẽ nhất, rồi hướng tới danh hiệu vô địch AFF Cup. Để làm được điều đó thì chúng tôi sẽ phải nỗ lực tập luyện, ứng trận và tin là sẽ thành công. Trung vệ mang hai dòng máu Thụy Điển và Thái Lan đánh giá thêm một đội tuyển Việt Nam như sau: Việt Nam là đội bóng tốt, thi đấu gắn kết và rất kỷ luật. Chúng tôi phải cố gắng chơi theo cách của mình, hỗ trợ lẫn nhau để giành chiến thắng. Dolat là cầu thủ sinh năm 1993, anh sở hữu chiều cao vô cùng ấn tượng 1m96. Trung vệ này có mẹ là người Thụy Điển, bố là người Thái Lan, đã chơi cho câu lạc bộ Port FC. Ở AFF Cup 2010, Dolat ra sân 2 trận tại vòng bảng và góp một bàn thắng cho chiến thắng 2-0 của Bạch Chiến trước Singapore ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng. Tôi rất vui khi ghi bàn cho tuyển quốc gia, hạnh phúc và vinh dự. Đó là điều khiến gia đình và bạn bè của tôi tự hào. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Trước Elias Dolat, huấn luyện viên Manu Pongking và tiền vệ Chananthip Songkrasin cũng tự tin trước cuộc chạm trán với đội tuyển Việt Nam. Họ đều khẳng định mục tiêu của đội tuyển Thái Lan vẫn không đổi khi quyết tâm giành chức vô địch, lấy lại vị thế số 1 của bảng Đông Nam Á. Đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ đá hai trận bán kết vào ngày 23 tháng 12 và 26 tháng 12 ở trên sân vận động quốc gia Singapore. Tin tiếp theo, báo Hàn tiên tri hai đội tuyển lọt vào chung kết AFF Cup, thầy Park mừng thầm. Truyền thông Hàn Quốc đang rất hứng thú trước viễn cảnh hai huấn luyện viên Park Hang-seo và Shin Tae-yong có thể chạm trán nhau ở chung kết AFF Cup 2021.
là hai đội tuyển giành vé đi tiếp tại bảng B AFF Cup 2021. Indonesia và Việt Nam hoàn toàn có thể gặp lại nhau ở chung kết nếu như đánh bại được Singapore và Thái Lan. Mới đây, tờ Hani của Hàn Quốc cũng đã vẽ ra viễn cảnh này khi đăng tải bài viết có tiêu đề Shin Tae-yong và Park Hang-seo sẽ đụng độ nhau ở chung kết. Trong đó, bài viết đánh giá cao màn trình diễn của cả Indonesia và Việt Nam và cho rằng cả hai đội sẽ tạo nên một trận đưa bài Hàn Quốc ngay tại Đông Nam Á. Dưới sự dẫn dắt của Shin Tae-yong, Indonesia đang tiến bộ vượt bậc. Họ đang có động lực tốt khi giành ngôi nhất bảng và sẽ chạm trán với Singapore. Việt Nam sẽ khó khăn hơn khi chạm trán với Thái Lan. Tuy nhiên, họ đang là nhà đương kim vô địch và muốn hướng tới chức vô địch AFF Cup thứ hai liên tiếp. Cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo, họ đã trở thành ông lớn của cả Đông Nam Á. Tuy nhiên, Thái Lan là một đối thủ đáng gờm, tờ Hani phân tích thêm. Rõ ràng, việc Indonesia và Việt Nam đều đang được dẫn dắt bởi hai huấn luyện viên người Hàn Quốc khiến truyền thông xứ Kim Chi rất hào hứng. Mặc dù được coi là tiền bối, nhưng thành tích đối đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo đang hoàn toàn thua thiệt so với Shin Tae-yong. Cụ thể, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam mới chỉ có một lần giành chiến thắng trước người đàn em khi mà cả hai còn làm việc tại Hàn Quốc. Nếu như đúng như viễn cảnh mà truyền thông Hàn Quốc vẽ ra, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội phá bỏ lời nguyền 25 năm không thắng Indonesia ở AFF Cup thêm một lần nữa. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới điều này, thầy trò ông Park sẽ phải vượt qua đại kình địch Thái Lan ở trận bán kết sắp tới. Tuyển Việt Nam đứng nhì về chỉ số fair play, Indonesia chơi xấu nhất vòng bảng AFF Cup. Thống kê sau vòng bảng AFF Cup 2010 đã có 51 chiếc thẻ vàng được các trọng tài rút ra, trung bình 2,55 thẻ một trận. Đứng thứ hai trên các đội nhận ít thẻ nhất chính là đội tuyển Việt Nam với 3 thẻ vàng. Số lần phạm lỗi của đội tuyển Việt Nam cũng không quá nhiều, tổng cộng 48 lần. Ngoài ra, ở hai trận đấu với đội tuyển Malaysia và Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã có những nghĩa cử cao đẹp khi giúp đỡ những cầu thủ của hai đội này nằm sân. Đây là một trong những yếu tố có thể giúp đội tuyển Việt Nam được xem xét cho giải thưởng Fair Play của AFF Cup 2020. Nhìn vào con số, đội bóng Fair Play nhất cho đến thời điểm hiện tại là đội tuyển Campuchia với 2 thẻ vàng và 42 lần phạm lỗi. Tuyển Campuchia đến với giải đấu năm nay với một đội hình trẻ trung và theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng, tấn công phóng khoáng. Dù không thể vượt qua vòng bảng nhưng họ cũng đã có được 3 điểm nhờ chiến thắng trước đội tuyển Lào. Ở chiều ngược lại, đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất là đội tuyển Indonesia với 9 thẻ. Đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng bao gồm nhiều cầu thủ trẻ, nhưng lối chơi của họ có phần quyết liệt, không ngại va chạm. Dù vậy, huấn luyện viên này cho rằng cao thủ của ông nhận nhiều thẻ là do thi đấu, quyết tâm, lăn xả mà thôi. Nhưng có lẽ đội tuyển Indonesia cũng cần tiết chế lối chơi của mình nếu không muốn nhận những chỉ trích từ cộng đồng bóng đá khu vực cũng như những bất lợi trong giải đấu. Ở bán kết sắp tới thì đội tuyển này sẽ gặp Singapore. Lối chơi này cũng tiềm ẩn những nguy cơ chấn thương khi nhiều cầu thủ Indonesia tỏ ra bị đau sau rất nhiều những tình huống va chạm với các tuyển thủ Việt Nam trong trận đấu hôm 15 tháng 12. Tuy chưa dán là như vậy, nhưng số lần phạm lỗi của đội tuyển Indonesia chỉ đứng thứ hai sau đội tuyển Myanmar. Indonesia 58 lần và Myanmar là 59 lần. Đội bóng ít phạm lỗi nhất đó là đội tuyển Lào với chỉ 26 lần, đồng thời nằm trong top 4 đội nhận nhiều thẻ vàng nhất. Điều đáng mừng là không có tình huống thẻ đỏ nào đáng tiếc trong suốt 20 trận đấu của vòng bảng AFF Cup 2010 diễn ra.